tay. Nhớ được cái lỗ này này để anh nha. Xin kia. Nó to, nó to hết cỡ. Ôi, căng căng một tí em nhá. Đi ra mà xem lại. Ok. Nắp cái trước thì nó xương mềm cho em. Chứ nó rỗng hết ở trong rồi. Bé này chả chảy máu gì nhỉ. Miếng nữa đi. Cho cái mùi giấy chị xuống đi. Tối qua nó ở nhà hết máu rồi. Đi đi mà không mang gì. Thôi mà nó.